Những cách đơn giản phòng ngừa ung thư nhiều người không biết. Ngoài vấn đề chúng ta bỏ thuốc lá, dừng uống rượu bia, bớt ăn thịt đỏ, bổ sung nhiều rau, trái cây, thói quen vệ sinh răng miệng, cơ quan sinh sản là biện pháp đơn giản để phòng ung thư. Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, ung thư đang đứng thứ hai về nguyên nhân tử vong. Số bệnh nhân ung thư tử vong cao hơn nhiều so với bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong trong giai đoạn đỉnh điểm. Từ nay cho đến năm 2040, dự báo số ca mới sẽ tăng 50% và tăng 60% số ca tử vong. Dự phòng bệnh ung thư và phát hiện sớm là vũ khí để đánh bại. Theo bác sĩ Lê Văn Thành, khoa ngoại bụng 1 Bệnh viện Ca Hà Nội cho biết, đến nay chưa có bất cứ phương pháp nào có thể phòng ngừa hoàn toàn được bệnh ung thư. Tuy nhiên, nhiều biện pháp được chứng minh có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc ung thư như tăng cường các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tập luyện thể dục, tiêm phòng các vaccine viêm gan B, virus HPV, ngừng hút thuốc, hạn chế đồ ăn uống có cồn, v.v. Ngoài ra, một trong những biện pháp đơn giản hiệu quả nhưng không nhiều người biết đến, đó chính là vệ sinh cá nhân. Theo bác sĩ Thành, hai nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư là nhiễm trùng và viêm mạn tính. Chính vì vậy, giảm tình trạng nhiễm trùng và viêm mạn tính bằng cách vệ sinh răng miệng, bộ phận sinh dục và tình dục sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Thứ nhất, nên chú ý đến vấn đề vệ sinh răng miệng. Vệ sinh răng miệng không những giúp phòng ngừa các bệnh răng miệng như sâu răng, viêm quang răng, v.v., còn ngăn ngừa ung thư khoang miệng, phổi, tụy và đại trực tràng. Một nghiên cứu với hơn 400 bệnh nhân ung thư phổi và hơn 106.000 người khỏe mạnh cho thấy, những người bị hỏng răng hoặc là sâu răng làm tăng nguy cơ ung thư phổi lên 1,65 lần so với những người có răng miệng khỏe mạnh. Vệ sinh răng miệng kém là yếu tố nguy cơ quan trọng gây nên ung thư biểu mô vẩy của khoang miệng nói riêng và ung thư đầu cổ nói chung và làm giảm thời gian sống của những người mắc ung thư đầu cổ. Vệ sinh răng miệng cũng có mối liên quan với ung thư đại trực tràng, do vi khuẩn kỵ khí trong răng miệng được chứng minh có liên quan đến sự hình thành màng sinh học bao bọc các tác nhân gây ung thư đường tiêu hóa, khiến chúng khó bị phá hủy. Viêm quanh răng và vệ sinh kém làm tăng 64% nguy cơ mắc ung thư tụy và 75% nguy cơ mắc ung thư gan so với người bình thường. Vệ sinh răng miệng bao gồm các biện pháp đánh răng thường xuyên, sử dụng chỉ nha khoa, lấy cao răng, chữa răng sâu hoặc là bệnh lý răng miệng khác. Thứ hai, nên chú ý vấn đề vệ sinh cơ quan sinh dục. Vệ sinh bộ phận sinh dục và tình dục là những biện pháp phòng ung thư sinh dục cho cả nam và nữ. Vệ sinh sinh dục thường đề cập đến vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày, trong khi vệ sinh tình dục có góc nhìn rộng hơn, bao gồm vệ sinh thân thể và tình dục an toàn. Các biện pháp bao gồm, đối với nam giới, thường xuyên vệ sinh bao quy đầu. Ở nữ giới, tránh lạm dụng xà phòng, chất tẩy rửa, sữa tắm để vệ sinh bộ phận sinh dục, vì có liên quan đến tình trạng kích ứng mạn tính và viêm da âm hộ, nhất là ở phụ nữ lớn tuổi. Tình dục an toàn, phòng tránh các bệnh lây truyền. Bác sĩ Thành khẳng định những biện pháp vệ sinh cá nhân không những giúp ngăn nhiễm trùng mà còn góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư. Khi có các dấu hiệu dưới đây, người dân cần nhanh chóng tới ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị sớm. Chính dấu hiệu gợi ý ung thư bao gồm: 1. Là ho kéo dài, gợi ý ung thư phổi. 2. Tiết dịch bất thường, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. 3. Đi ngoài ra máu, ung thư đại trực tràng. 4. Rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, ung thư đường tiêu hóa và ung thư tiết niệu. 5. Đau nửa đầu ù tai, ung thư vòng họng. 6. Nói khó, nuốt vướng, ung thư thanh quản, thực quản. 7. Nổi u cục bất thường, ung thư phần mềm. 8. Nổi hạch bất thường, ung thư hạch. Và cuối cùng, thay đổi tính chất nốt ruồi là ung thư sắc tố. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.